Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip này, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một cặp loa rất là cổ, cặp loa đến từ nước Mỹ, cặp loa của hãng Pop Audio. Thông tin của cặp loa này ở trên mạng thì không có anh em ạ. Tại vì cặp loa này nó được sản xuất rất là lâu rồi. Cũng có thể là thế hệ ngày trước khi họ sản xuất bằng tay cặp loa này thì vấn đề về chụp ảnh và vấn đề để mà up lên mạng để cho thế hệ chúng ta xem thì không có. Đến thế hệ chúng ta thì khi mà chúng ta xem được những cặp loa ở trên mạng thì đó là những thế hệ trước có người up nó lên mạng rồi thì chúng ta mới kiểm tra được thông tin của cặp loa đấy hoặc là thiết bị âm thanh đấy. Còn khi họ không up lên thì đến thế hệ chúng ta không thể biết được. Mỗi cái tem của nó là Pop Audio thôi. Tí nữa thì khi anh em xem qua thì Việt Vinh sẽ mở nội thất của cặp loa này ra cho anh em chiêm ngưỡng phía nội thất trong của nó. Đây là một cặp loa rất là cổ rồi. Cặp loa này thì nó thích hợp nghe những bản nhạc vàng, những bản nhạc không lời. Và đặc biệt thì Việt Vinh thấy rằng là khi mà Việt Vinh mở những bản saxophone nó thể hiện rất là tốt. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua cặp loa cổ mà Việt Vinh đang giới thiệu. Đây là chung của nó anh em nhé. Chung của nó. Chung giấy. Chép bằng giấy. Và đây là loa bass của nó. Bass của nó là bass 20. Khung xương của nó là khung xương bằng nhôm. Cặp loa này rất là đẹp anh em ạ, rất là đẹp, các tuyến loa rất là đẹp. Còn đây là chiếc loa ở bên phải. Chung giấy anh em nhé. Viền này bằng giấy này, cái viền này cũng bằng giấy. Bass 20. Khung nhôm. Cái này cũng bằng xương nhôm anh em nhé, xương bằng nhôm, cái này cũng vậy. Mỗi cái này là ở phía ngoài nó bọc giấy thôi. Còn tất cả những này là bằng gỗ anh em ạ. Đấy, nó cũ theo năm tháng, Việt Vinh vẫn để bọc như vậy thôi. Anh em nào mà có vép ly thì anh em xoa xoa vào đây một tí cho màu lên rất là đẹp. Việt Vinh có nào Việt Vinh để như vậy và có như thế nào Việt Vinh bán như vậy thôi. Việt Vinh để mộc nguyên bản như vậy. Cái dây này là Việt Vinh nối thêm anh em nhé. Tại vì cái dây này là nó cũ lắm rồi. Việt Vinh nối như thế này là để cho anh em nhìn thấy âm dương cho nó rõ ràng. Dây vàng cam này là dương, còn dây này là âm. Anh em có vét ni thì anh em xin một chút vét ni anh em xoa vào đây thì nó rất là đẹp. Việt Vinh thì vẫn để mộc thôi. Cặp loa này thì anh em đánh vào những chiếc âm ly cổ rất là hay. Và nó thích hợp, như Việt Vinh nói lúc đầu là nó thích hợp nghe những bản nhạc vàng, những bản nhạc không lời. Và đặc biệt là nghe saxophone rất là hay. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua kích thước của cặp loa này. Cặp loa này nó có kích thước chiều ngang là 31cm. Và chiều cao của cặp loa này là 46cm. Và chiều sâu của cặp loa này là 20cm. Chung của nó 14 anh em nhé, chung của nó 14cm. Bass của nó là bass 20. Đây anh em nhìn chung của nó, chung 14. Cho nên là cái giải trung âm của nó rất là tốt anh em ạ. Và anh em biết rằng là màng giấy, mà chung mà màng giấy hoặc là chép màng giấy thì tiếng của nó rất là tốt. Kể cả loa bass cũng vậy. Và có một điều chắc chắn rằng là cặp loa này có độ nhạy rất là cao. Cá nhân Việt Vinh nghĩ rằng cặp loa này có độ nhạy khoảng tầm 98 đến 100 decibel và trở kháng của nó là 8 ohm. Thường thường loa Mỹ thì bao giờ trở kháng cũng 8 ohm anh em ạ. Vì vậy anh em ghép vào những chiếc âm ly đèn rất là tuyệt vời.
Và bây giờ Việt Vinh sẽ tiến hành mở nội thất của cặp loa này để cho chúng ta hiểu rõ về cặp loa này hơn. Còn đây là phần nội thất của cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đây là loa chép của nó anh em này, củ nam châm Anico, nam châm Vĩnh Cửu anh em ạ. Đây là cái gì? À đây là cái quần cảng. Loa bass cũng vậy, loa bass cũng chạy từ Anico. Loa chung cũng vậy. Củ loa tất cả bằng Anico hết anh em nhé. Còn đây là cái tụ của nó. Tụ của nó nhìn rất là chất. Tụ của nó màu ngà ngà vàng anh em ạ. À đây nó có một cái tem nữa anh em này. Hiện tại thì cặp loa này thì chỉ còn mỗi một cái tem này thôi. Tem nó ở phía trong anh em ạ. Cặp loa này rất là lâu năm rồi. Và bây giờ Việt Vinh xin mời anh em xem qua bên này. DGF7. Bên này nó lại in chữ ở dưới này, còn bên này lại in chữ ở trên này. Cái tem bên này bị rách rồi anh em nhé. Bây giờ Việt Vinh xin đọc thùng loa này vào và xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe qua một bản nhạc. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe thêm một bản nhạc. Rồi một ngày trời không tiếc xanh, rồi một ngày hàng cây vắng. Thank you.
Anh em vừa nghe qua chất âm của cặp loa cổ Pop Audio. Và cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt cho anh em, với giá là 2.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Cặp loa này rất thích hợp nghe những bản nhạc vàng, những bản nhạc không lời, những bản acoustic và những bản saxophone, nghe rất là hay anh em ạ. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Thân ái chào tạm biệt.